Thắng ơi, có rất nhiều bạn inbox cho bên mình hỏi rằng là nhờ bên mình hướng dẫn làm thế nào để sạc xe đúng cách. Em hướng dẫn giúp anh được không? Rất là đơn giản anh ơi, anh đi theo em. Ok. Để đảm bảo được cái hiệu suất hoạt động tối ưu cũng như là kéo dài cái tuổi thọ của bình điện. Đầu tiên chúng ta phải sử dụng bộ sạc chính hãng. Đó. Rồi. Thứ hai là đặt xe trên bề mặt phẳng ổn định và thông thoáng, tránh nơi có cái nhiệt độ cao. Đó, anh nhìn thấy không? Rồi. Thứ ba là sạc đầy bình điện. Thứ tư là không sử dụng bình điện hoàn toàn hết điện. Đó. Thứ năm là chúng ta phải theo dõi quá trình sạc. Thứ sáu, nếu không sử dụng xe trong thời gian dài thì chúng ta phải sạc ít nhất mỗi tháng một lần để giữ cho bình điện hoạt động tốt. Đó. Thứ bảy là chúng ta phải đảm bảo được cái nguồn điện ổn định. Đó. Thứ tám là rất là quan trọng, lưu ý những cái hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Đó. Đó là tám cái điểm lưu ý mà để đảm bảo được cái hiệu suất hoạt động tối ưu hay kéo dài tuổi thọ của bình điện hay ắc quy. Rồi, cảm ơn anh. Ok, cảm ơn em.